Xin chào các bạn, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn về bàn ủi không dây của Silvercrest. Đây là một chiếc bàn ủi không dây của Silvercrest. Và bạn thấy rằng là mình nói không dây nhưng các bạn vẫn thấy dây ở đây. Nhưng phần dây này là phần dây của phần đế. Và phần đế đang được gắn chặt với cái phần bàn là bên trên. Nó có thể giữ chặt như này là vì trong phần đế nó đã có tích hợp thêm một chức năng, đó là cái phần khóa để khóa chặt cái phần bàn ủi sau khi các bạn sử dụng xong, có thể để trên đế rất là an toàn. Và khi sử dụng thì các bạn chỉ cần mở khóa và sau đó các bạn có thể rút được bàn ủi ra khỏi đế như thế này. Đây chính là bàn ủi không dây Silvercrest. Các bạn có thể thấy là không hề có dây, rất là tiện trong các quá trình mà các bạn là ủi sẽ không bị dây vướng vào quần áo như các bạn ủi thông thường. Và bàn ủi không dây của Silvercrest thì cũng có chế độ là hơi nước. Mình sẽ chỉ cho các bạn chi tiết về bàn ủi không dây Silvercrest như sau. Mình sẽ thử sử dụng bàn ủi không dây Silvercrest này để ủi chiếc áo sơ mi của mình, để xem là hiệu quả của Silvercrest như thế nào. Mình thú vị với cái bàn ủi không dây này vì là nó có những đầy đủ những cái chức năng rất là ưu việt của những cái bàn ủi không dây khác. Và một số chức năng mình còn thấy nó cặn kẽ và tỉ mỉ hơn, trong khi đó giá của nó thì lại rất là phù hợp. Ok, giờ thì mình sẽ thử làm và chỉ cho các bạn chi tiết trong quá trình làm. Giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn những cái thông số ở trên bàn là trước. Như các bạn thấy thì đây chính là cái phần mà các bạn có thể mở nắp lên để cho nước vào đây khi các bạn muốn có cả nước này. Rất là dễ dàng. Ở đây thì các bạn có thể thấy là có cái phím gạt ở đây và có các cái mức hơi nước. Ở đây là khi các bạn gạt sang cái mức mà có hơi nước như thế này thì có nghĩa là trong quá trình là bàn ủi sẽ tự phì hơi nước ra. Đây là một trong những cải tiến mà mình thấy rằng là ngay cả bàn ủi Tefa rất là nổi tiếng cũng chưa có chức năng này. Và khi các bạn không muốn là có hơi nước trong quá trình là các bạn là khô thì các bạn chỉ cần gạt sang cái phía có hình gạch như thế này. Và khi kết nối với nguồn điện xong thì các bạn có thể thấy là cắm là trực tiếp thẳng như thế này. Chân đế có phần khóa là đang giữ để cố định. Và các bạn có thể lựa chọn cái phần nhiệt độ như mọi bàn là như này. Các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ và các bạn thấy không, đèn sáng. Có nghĩa là khi mình vừa nãy mình để mức min thì bàn là đã nóng rồi thì nó sẽ không sáng nữa. Và bây giờ mình sẽ chọn mức nhiệt độ cao hơn. Và như các bạn để ý là đèn sẽ sáng cho đến khi nào mà nhiệt độ đạt cái mức độ nóng đủ thì đèn sẽ tắt đi. Và như thế là báo hiệu là các bạn có thể bắt đầu sử dụng theo cái nhiệt độ mà các bạn mong muốn. Ở phần này thì các bạn thấy bình chứa ở đây nó có dấu hiệu max cho bạn, là có nghĩa bạn cho nước chỉ được tối đa ở cái phần max này thôi khi các bạn nghiêng lên, không được cho quá nhiều. Ở trên phần thân máy, ở trên thần tay cầm này, các bạn còn có hai cái chế độ hình phun nước. Đấy là ở trong cái chế độ mà là khô, các bạn muốn phì một chút nước để cho là cho nó dễ thì các bạn bấm có hình tia nước đây, thì ở phía bên nút ở phía bên tay trái của bạn thì nước sẽ đi ra ở hướng này. Còn nếu như các bạn bấm vào cái luồng hơi nước ở đây thì nước sẽ đi ra ở phía bề mặt. Và đây là cái lượng hơi nước rất là lớn. Và cái chế độ hơi nước lớn này chỉ dành cho một là các bạn phải đủ nước ở trong bàn là. Và cái thứ hai nữa là các bạn phải là ở chế độ gọi là nhiệt độ cao. Còn nhiệt độ max, nhiệt độ min, nhiệt độ nhỏ thì các bạn sẽ không sử dụng được cái chế độ này. Bây giờ thì mình sẽ thử làm nha. Mình sẽ rút ra này. Đây là cái áo sơ mi của mình. Thì mình đang ở chế độ là khô. Còn đấy, như ở chế độ này mà mình muốn là có thêm một chút nước thì mình có thể bấm vào cái đây. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ phụt theo tia nước để cho mình là, thì áo nó sẽ ăn hơn, nhanh hơn. Các bạn nhìn thấy đấy, rất là nhanh chóng. Ở đây thì các bạn thấy là gần như là cái là của mình đã hết nước rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho thêm nước vào đây. Và khi thêm nước thì các bạn thấy là mực nước ở đây bây giờ thì nó đã nguội, thì mình có thể cắm trở lại đế. Và mình chuyển, bây giờ là đã chế độ max rồi. Thì các bạn thấy không, đèn sẽ hiện lên khi mà nhiệt độ chưa đạt đến cái nhiệt độ mà các bạn cài đặt. Thì chỉ trong vài giây nước nóng thì điện bàn là nóng thì điện sẽ ngắt đi. Đấy, các bạn sẽ nghe thấy tiếng kẹp cái và các bạn có thể sử dụng tiếp. Còn đây là khi các bạn muốn làm và trong quá trình là có hơi nước thì các bạn chỉ cần gạt sang phần hơi nước, các bạn thấy không, dưới bề mặt và phần hơi nước đã tự xả ra trong quá trình làm.
mình sẽ không cần phải sử dụng hai cái chế độ phun thêm hơi nước kia nữa. Thì thật ra chỉ làm một lượt thì cái phần áo của mình đã tương đối là được rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển để là cái phần lượt thứ hai này. Bạn thấy là với cái bàn ủi không dây thì nó rất là tiện dụng. Tại vì là trong quá trình là này mình không phải vướng dây và nó không va chạm vào áo hay là cái việc mà mình di chuyển nó rất là dễ dàng. Đấy, hơi nước đã phun ra. Đấy là chế độ mà mình xài với vừa là nó vừa tự phun hơi nước luôn. Chế độ rất là hay, mình không phải điều chỉnh. Còn trong trường hợp mà các bạn là khô ấy, các bạn gạt nước sang như thế này và sau đấy là các bạn muốn thêm hơi nước chẳng hạn, đây nó sẽ phụt hơi nước các bạn nhìn nhé. Đấy. Ở trường hợp này các bạn, như bạn thấy là nó không ra được hơi nước thì các bạn lưu ý là nhiệt độ là bây giờ là chưa đủ. Vì với trường hợp mà các bạn muốn tăng cường hơi nước ấy thì các bạn phải để ở cái nhiệt độ đủ cao. Bây giờ bàn ủi đã ở chế độ ở nhiệt độ cao ấy, thì các bạn thấy là mình có thể tăng được cái lượng hơi nước. Đấy, là cái steam, cái hơi nước ấy, nó rụt ra rất là mạnh. Đấy, à, trong trường hợp mà các bạn ủi khô như thế này thì các bạn thấy là lượng hơi nước nó xịt ra rất là nhiều. Còn giờ các bạn xem nhá, cái ống tay áo của mình nó nhăn như này. Mình giặt bằng máy giặt lên là xong, mỗi lần là nó sẽ bị quấn. Chất vải của mình là vải cốt tông, gần như 100% cốt tông. Và nó là dạng vải thô, hơi thô một chút. Và những cái vải thô thường là nó khá là khó ăn là. Và nó bị dễ nhăn, mặc thì thích nhưng mà nó rất là nhăn. Còn bây giờ mình sẽ sử dụng cái phần lá hơi nước nhé. Có là nóng và cộng thêm hơi nước thì nó rất là nhanh. Đấy, nhưng bạn thấy là chỉ trong một tích tắc thôi là cái ống tay áo của mình đã gần như là nhả hết cái phần nhăn ra rồi. Và cái phần di chuyển của mình nó rất là dễ, vì là mình không có vướng dây. Trong khoảng thời gian ngắn với cái ống tay áo mà bạn thấy ban đầu nó nhăn như vậy so với bây giờ thì gần như là mình đã sắp là xong. Phần là nó di chuyển rất là dễ. Đấy. Bạn có thể thấy là sau khoảng chỉ là vài đường là thôi thì các bạn thấy là cái phần ống tay áo của mình so với trước khi là mình là nó thế nào. Đây, nó không khác gì cái ống tay áo bên này. Ống tay áo bên này của mình đây là khi mà trước khi là. Và đây là phần ống tay áo sau khi là. Và thời gian là cũng rất là nhanh. Vì vậy mình thấy là bàn là của Silvercraft, bàn là dây không dây và bằng hơi nước của nó rất là tiện lợi. Bạn thấy không? Trong một thời gian ngắn và dùng cái hơi nước cộng với nước nóng thì nó rất làm cho quá trình là của mình rất là đơn giản và rất là dễ ăn ly. Trong khi đó thì nó không có bị cái đuôi dây kéo theo làm cho quá trình là của mình khó hơn. Thì bây giờ là nó rất là cải tiến. Và hai nữa là những cái chức năng như mình giới thiệu với bạn thì đây nó khá là ưu việt và dễ sử dụng. Trong khi đó nó rất là cải tiến. Mình rất thích cái chức năng mà vừa là vừa xịt hơi nước ra như vậy. Và nếu như các bạn muốn sở hữu một chiếc bàn là như thế này thì xin mời liên hệ với website của chúng tôi là uto.vn hoặc qua Facebook Shop Uto hoặc liên hệ theo số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip.